Ê Sơn, nghe bảo vợ ông lại chửa đứa thứ ba con gái phải không? Ôi giời ơi, con nào mà chả là con hả, đúng không? Nói như ông thì nói là bệnh gì, con trai thì vẫn cứ sướng hơn. Đây ông xem ấy, ông Long này đẻ đứa thứ năm ra con trai ngay, để ông sướng cười không khép được miệng. Gớm, thôi uống. Rồi vô đây. Từ từ. Các ông kém mẹ ông đứa thứ năm mới ra được con trai. Ông này giống cái ông gì mà đóng Ngọc Hoàng ở trong Gặp Nhau Cuối Năm. Chưa lấy vợ thì bao giờ mới đẻ, mà đẻ bao giờ mới ra được con trai. Phải không? Các ông kém thôi đúng không? Tôi đứa thứ tư là con trai. Uống. Có chi kỳ.